Dạ, kính thưa toàn thể đồng đồng, con là Du Sa Nguyễn Nhi Sơn, con là Đạo Ngoại Tòng. Con là Đạo Ngoại Tòng, hay ở chỗ đó. Biết Ngoại Tòng là gì không? Là người ngoại đạo mà Tòng giáo gọi là Ngoại Tòng. Đúng hay chứ không phải sai, cho một tràng pháo tay đi thưa anh chị em. Rồi đi học cho lý gọi là Dự Tòng, rồi lúc mà rửa tội rồi gọi là Tân Tòng, còn anh này gọi là Ngoại Tòng. Rồi cho mọi rồi anh được ơn gì nói to lên cho mọi người nghe. Con gần đây con được hai ơn. Thứ nhất là ơn thứ nhất là con trai thứ ba của con á, là hắn bị nấm da đầu mà hắn ăn rất là sao, ăn chảy máu đầu rất là ghê lắm. Con thấy con cũng sợ luôn. Thì con cũng dẫn cho con đi khám ở các bệnh viện da liễu. Rồi về uống cũng không hết, mua thuốc ở ngoài uống cũng không hết. Sau tháng 7 năm 2018, cháu và cùng gia đình con là đi vào đây là được cháu được cha sờ tay 3 lần. Còn đi được 5 ngày nhưng mà cháu sờ 3 lần bởi vì là cháu ở nhà giữ em cho vợ chồng con đi lễ. Thì vợ chồng con nói là cái sau đi lễ Gia Long này thì về dẫn cho cháu đi chữa bệnh chứ để cũng tội. Thì khi đến khi ngày về thì ngó lại thì đầu con của con hết trơn, không còn một chút nào. Mà cái da vợ con nói anh ơi đầu thảnh hết nắm rồi. Con cũng bất ngờ, con ngó lại thì con thấy đầu da con của con không có đỏ nữa, không có một chút nắm nào về như trước đây nữa. Trước đây là nắm chồng lớp rất là nhiều, nhưng mà con nhìn lại con thấy da đầu hắn xanh chứ không còn đỏ nữa. Là ân thứ nhất. Và ân thứ hai là con bị ung thư dạ dày. Cái rồi bác sĩ nói rằng là con bệnh của con đó chỉ có mổ banh ra, mổ hở á, chứ còn mổ nội soi không được. Thì con vào đây cái con được cha sờ đầu, con đi hai lần là được 10 lần. Và con đi 10 lần sờ 2 lần hay là đi 2 lần sờ 10 lần. Được cha sờ đầu 10 lần. Và con có cầu nguyện với Chúa là con kêu thưa Chúa ơi, con là sức khỏe con yếu lắm, bình thường là con ở nhà là con cũng đi cấp cứu hoài, con thở không nổi. Thôi xin Chúa cho con, cứu cho con á, cho con được mạnh khỏe và cho con mổ bằng mổ nội soi chứ đừng mổ hở, chứ mổ hở con chết. Và cho con được chữa bằng hệ miễn dịch hay bất cứ loại thuốc gì, chứ đừng để cho con truyền hóa chất thì con cũng chết luôn, chứ con yếu lắm, con không thể sẽ ái được vì bình thường con đi cấp cứu hoài mà cha. Rồi sau đó cái con về con đi mổ thì con có nhắn tin cho cha, thì cha có nhắn tin hồi âm lại, cha nói là con yên tâm, cha và cộng đồng sẽ cầu nguyện cho con. Cái đó con mạnh dạn con đi mổ, thì qua bác sĩ mới nói, bác sĩ bên kia cũng nói rằng là bệnh của anh là chỉ có mổ hở thôi chứ không có mổ nội soi được đâu. Bác sĩ nói kêu thế thôi thì bác sĩ sẽ chuyển qua bác sĩ giỏi mổ nội soi, nếu như được thì bác sĩ nhận mổ, còn không thì về lại thì tôi đây tôi sẽ mổ cho anh. Mà tôi tin rằng là tôi chuyển anh qua để cho vừa ý với anh thôi, chứ còn anh cũng trở lại về với tôi thôi. Cái cuối cùng là chuyển qua cho bác sĩ nhận mổ nội soi. Và bác sĩ nói rằng là sau khi mổ nội soi thì có thể là sẽ mổ hở đó, thì thôi con cũng chấp nhận. Nhưng mà rồi là không có bị mổ hở, mổ nội soi. Mà bác sĩ nói là về nhà là sẽ xúc đi rất nhiều 10 cân nữa. Là nhưng mà về nhà thì hồi đó như là con cũng bình thường. Và bác sĩ nói là hẹn 3 tuần sau là qua bác sĩ sẽ trả lời cái kết quả giải bệnh phẩm giải phẫu bệnh. Thì qua đó bác sĩ nói là anh bây giờ là chúng tôi thì ấy là anh không có được không truyền hóa chất, cũng không uống thuốc gì hết, anh chỉ có đi khám định kỳ. Như vậy là con về là con mổ được sau 9 ngày con cũng ra ngoài con đi chơi, rồi con về còn nhà con ăn bình thường. Bác sĩ nói là ăn những đồ thức ăn thế này thế kia nhưng con ăn bình thường và con khỏe mạnh. Sau khi con trở lại khám thì bác sĩ hỏi là nói là chứ anh ăn cái gì mà cơ thể anh là khỏe mạnh chứ họ thì đang ốm lắm. Thì con nói con cũng ăn như bình thường đó thôi.
bác sĩ nó kêu là thế thôi thì anh cũng về anh ai đó, nhưng mà hallelujah đó là rồi bây giờ làm sao anh biết được ở đây mà anh đến đây để anh làm chứng cho Chúa? Dạ hồi đó là mấy chị vợ con á là lần đầu cho con cái thẻ SIM con về con nghe, rồi chị cũng có chị vợ và anh vợ cho máy máy con về con nghe, rồi con biết cái gia đình con cũng đi vô đây để cha sờ đầu. Vâng, để cha sờ đầu mà sờ 10 lần mà. Rồi tôi gửi tăng cho anh cái quạt nhà mẹ đến với Chúa nha. Rồi gửi cho vợ anh cái quạt này. Hôm nay là lễ Đức Mẹ Lộ Đức và thứ tư là lễ Đức Mẹ Fatima. Và Lộ Đức hay Fatima đến giao điểm tin mừng này đều là mẹ lòng thương xót, và đây là đề can Chúa lòng thương xót nha. Và anh là người tên Tòng, tôi tặng cho anh cuốn Tâm Thư Lòng Nhân Hậu của cha nha. Rồi xin chào anh ngoại Tòng. Rồi à, đây cái gì? Mua máy để cha mua cho tặng cha, mua 70 cái máy để cha cho những người. Vâng, thưa anh chị em, một người ngoại Tòng mà gửi 70 cái máy để cho những anh chị em ở vùng sâu vùng xa, vì anh đã được Chúa chữa lành căn bệnh ung thư. Nếu mà không có thì bây giờ anh ấy không khỏe mạnh đang đứng trước mặt chúng ta như thế này. Một tràng pháo tay cho anh em ngoại Tòng. À, con được ơn gì của Chúa. Chào Chúa, chào Chúa, chào cha.